Đồng hồ nguyên tử được sử dụng trong vệ tinh GPS gần đây đã phát hiện vòng quay của trái đất đang ngày càng gia tốc nhanh chóng. Theo dịch vụ hệ thống tham chiếu và vòng quay trái đất quốc tế, hôm 29 tháng 7 vừa qua, trái đất đã hoàn thành một vòng quay trong thời gian ít hơn 1,59 mili giây so với vòng quay 24 giờ tiêu chuẩn của nó. Nói cách khác, trái đất đã quay nhanh hơn 1,59 mili giây. Đồng hồ nguyên tử gần đây ghi nhận vòng quay của trái đất đang gia tốc nhanh chóng. Trên thực tế, trái đất đang bước vào giai đoạn 50 năm với vòng quay nhanh hơn và những ngày ngắn hơn có thể đang bắt đầu ngay từ bây giờ. Nguyên nhân của tốc độ quay khác nhau của trái đất vẫn chưa được biết, nhưng một số giả thuyết cho rằng do trọng lượng của trái đất đang nhẹ hơn vì sự tan chảy của các dòng sông băng hoặc do sự thay đổi bên trong lõi của trái đất. Sự quay nhanh hơn của trái đất sẽ khiến đồng hồ nguyên tử được sử dụng trong vệ tinh GPS bị sai lệch. Ngoài ra, việc trái đất quay nhanh có thể gây nhầm lẫn cho điện thoại thông minh, máy tính và hệ thống truyền thông đồng bộ hóa với giao thức đồng bộ thời gian mạng.